Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phản ứng của các nước phương Tây liên quan đến chuyến thăm của Putin đến Hà Nội. Ngày 20 tháng 6, BBC tiếng Việt cho hay Tổng thống Putin thăm Việt Nam, châu Âu phản ứng khác Mỹ. Về phản ứng của Mỹ trước việc ông Putin đến thăm Việt Nam, BBC dẫn người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tuyên bố khá gay gắt. Không có quốc gia nào nên cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta. Và nếu làm vậy là cho phép ông ta bình thường hóa những tội ác của mình. Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều này có thể bình thường hóa những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Trong khi đó, BBC cho biết Ukraine và các nước trong Liên minh châu Âu không đề cập đến việc Hà Nội tiếp đón ông Putin, mà chỉ nhắc lại việc ông này đang bị tòa hình sự quốc tế ICC truy nã, cũng như nhắc đến việc cuộc chiến tranh Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn dòng thông điệp của đại sứ Alexander Gurman trên trang Facebook của đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đề cập đến những tội ác của Putin và việc phải đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ngày 20 tháng 6, đại sứ quán Ukraine nhắc lại 10 năm cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, nhấn mạnh thời điểm năm 2014 khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của quốc gia này và những điều phi lý mà Ukraine phải gánh chịu trong 10 năm. BBC cũng dẫn các thông điệp được đăng tải đồng loạt trên Facebook của Đại sứ quán các nước thuộc Liên minh châu Âu EU chỉ trích cuộc chiến tranh Ukraine và nhắc lại việc ông Putin đang bị ICC truy nã liên quan đến tội ác chiến tranh. Cụ thể, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam hôm 20 tháng 6 tuyên bố Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những tội ác chiến tranh nghiêm trọng, đặc biệt là việc đưa hàng loạt trẻ em Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Chính vì lý do này, Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt Putin. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tuyên bố, Pháp mong muốn trở lại nền hòa bình lâu dài, nhưng Pháp từ chối một trật tự thế giới dựa trên luật pháp của kẻ mạnh vì vi phạm các nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ giữa các quốc gia. Đại sứ quán Ba Lan ở Việt Nam nhấn mạnh, trong hơn 2 năm qua, người dân Ukraine đã tự bảo vệ mình bằng lòng can đảm và sự quyết tâm. Ba Lan quyết đứng về phía họ. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ đón Tổng thống Putin. Đại sứ quán Ý tại Việt Nam viết trên Facebook, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết và nhất trí lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đây không chỉ là cuộc tấn công vào Ukraine mà còn nhằm vào trật tự quốc tế của chúng ta dựa trên luật lệ. Sự tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc phải được ưu tiên, cũng vì lợi ích hòa bình và ổn định ở các khu vực khác trên thế giới. Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nêu tuyên bố, ở Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục vũ khí hóa, bạo lực, tình dục, hãm hiếp tập thể, hãm hiếp bằng mũi súng và thiến chỉ là một vài ví dụ về phụ nữ, đàn ông và trẻ em Ukraine hiện đang phải chịu đựng. BBC bình luận, cách phản ứng khác nhau giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU về chuyến đi của ông Putin đến Hà Nội cho thấy, dường như EU và cả Ukraine không muốn can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Việt Nam nhưng vẫn lên án Nga và ông Putin gay gắt. BBC dẫn nhận định của phóng viên Jonathan Head về chuyến đi của ông Putin đến Hà Nội cho rằng Việt Nam vẫn duy trì tình hữu nghị truyền thống với Putin dù đang tìm kiếm các nguồn vũ khí thay thế. Nhưng chuyện chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga sẽ phải mất nhiều năm. Và dù nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam đã phơi bày sự đối đầu nhưng vẫn chưa có ai đã động tới chuyện từ bỏ tham vọng làm bạn với tất cả các nước. BBC cũng dẫn đánh giá của giáo sư Alexander Vuvin rằng làm sao để vẫn chơi được với cả Nga lẫn Mỹ thì Việt Nam đã dùng phương pháp một bước lùi hai bước tiến. Việt Nam đã lùi một bước trong quan hệ với Mỹ vào năm 2022 và sau đó tiến hai bước trong quan hệ với Mỹ trong năm 2023. Trong lúc đó, Việt Nam vẫn tiếp tục tiến trong quan hệ với Nga. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin phản ứng của các nước phương Tây liên quan đến chuyến thăm của Putin đến Hà Nội. Người ủng hộ Putin được thoải mái, người chống đối thì bị hạn chế. Ngày 19 tháng 6, BBC bình luận Tổng thống Putin, phương Tây khinh ghét, Việt Nam chào đón. BBC dẫn nhận định của một hãng truyền thông quốc tế, theo đó Tổng thống Nga Vladimir Putin được nhiều người miêu tả là một người bị phương Tây khinh ghét, nhưng ông lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến thăm Việt Nam. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ Ian Story, học giả của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói hôm 18 tháng 6, tình cảm của người dân Việt Nam dành cho ông Putin vẫn ở mức rất cao, bất chấp quyết định xâm lược Ukraine của ông ta.
Putin được coi là người đã đưa quan hệ Việt-Nga trở lại đúng hướng sau khi ông Gorbachev bỏ rơi Hà Nội. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. BBC cho biết Việt Nam không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Ông Putin ít có các chuyến công du nước ngoài kể từ khi phán quyết này. Nga cũng phủ nhận phán quyết của ICC về việc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. BBC dẫn nhận định của ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Úc, cho rằng tâm lý lịch sử tạo ra một sự yêu mến rất lớn của đông đảo người dân Việt Nam với nước Nga cũng như với ông Putin. Vì đứng dưới góc độ của công chúng Việt Nam, ông Putin là một nhà lãnh đạo mạnh. Xu hướng của người Việt Nam hiện nay là thích những nhà lãnh đạo mạnh và có quyền lực, nên ông Putin sang Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Tuy nhiên, không thể bỏ qua một thực tế rõ ràng là vẫn có những luồng quan điểm không ủng hộ Nga hoặc có những người yêu mến nước Nga nhưng không ủng hộ hành động quân sự của quân đội Putin ở Ukraine. Bà Vân, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm Nga, đã sống và làm việc tại Nga 20 năm. Đồng quan điểm, tiến sĩ Ian Story nói rằng Nga là một người bạn lâu năm và đáng tin cậy của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ của Moscow trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam và điều này sẽ không thay đổi. Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, trong đó cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiết và hiệu quả đối với tất cả các cường quốc, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga. Hà Nội tuy không lên án việc Nga xâm lược Ukraine nhưng cũng không bỏ qua điều đó. Nhiều quan chức của Việt Nam dù không bày tỏ công khai nhưng họ cho rằng Điện Kremlin đã phạm phải một sai lầm to lớn về mặt chiến lược. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết có một bộ phận người Việt phản đối hành động gây hấn của Nga và không đồng tình với việc Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khi biểu quyết lên án Nga. Những người chỉ trích lập trường của Việt Nam trong cuộc chiến Ukraine đã đặt câu hỏi, nếu chúng ta không đứng lên vì Ukraine, ai sẽ đứng lên bảo vệ chúng ta nếu Việt Nam bị Trung Quốc tấn công? Ông Ian Story nói. Hình ảnh ông Putin đến Việt Nam vào rạng sáng ngày 20 tháng 6. Giáo sư Alexander Vuvin từ Hoa Kỳ nhận định với BBC rằng sự biểu lộ của người dân Việt Nam đối với Tổng thống Putin sẽ là thứ mà chính quyền kiểm soát rất ngặt nghèo. Thành ra, người nào mà thích Nga và hoan hô Putin thì sẽ được thoải mái. Thế nhưng, những người không thích Putin mà thậm chí là muốn phản đối thì sẽ không có đất để thể hiện được chuyện đó. BBC cũng đề cập đến mối quan hệ truyền thống giữa Nga và Việt Nam. Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam và các công ty Nga khai thác dầu khí tại các mỏ của Việt Nam ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam đã đi học ở Liên Xô cũ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, một nhà tư tưởng Mác Lênin. BBC dẫn bình luận của hãng tin quốc tế cho rằng, ở một đất nước bị lãnh đạo cộng sản kiểm soát chặt và nơi tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng quyền tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm ngặt, ông Putin ít có khả năng phải đối mặt với những lời chỉ trích công khai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Người ủng hộ Putin được thoải mái, người chống đối thì bị hạn chế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d